Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng em trở lại với kênh của mình. Mình là FullyFair đây. Được rồi, nay trở lại với con FullyFighter nha. Chúng ta có event là đập trứng. Thì cái event đập trứng này á, là anh em bắt buộc phải chơi nha. Được chưa, bắt buộc phải chơi, nhất là mấy nông dân. Anh em làm sao thì làm. Event này, mỗi event là em phải mua mình 60 búa cho mình nha. Thì khi nào mà anh em đủ 120 búa, anh em đổ 120 búa để anh em mà lấy được bộ búa kim cương á, thì anh em sẽ chơi nha. Trung bình thì cứ hai event anh em sẽ chơi một lần. Đây như hôm nay mình đã mua rồi thì mình sẽ tiến hành mình đập được 120 búa luôn. Phần quà thì trong này cũng chả có gì đáng giá ngoài đáng giá nhất thì vẫn chỉ là ấy thôi, cái vé tăng sao thôi, hoặc là búa vàng thôi nha. Mình sẽ đập luôn nhé. Rồi, trung bình là cứ 10 búa thường là em sẽ được một búa vàng. Nếu mà may mắn em sẽ được hai búa. Đấy, may mắn thì em sẽ được hai búa nha. Ôi, được cái tool của Hit này. Nhưng mà này tool của mấy con là R16 thì nó chả giải quyết được cái gì đâu anh em. Mình chỉ mong ra được hai búa vàng thôi. Ui trời, cũng là cũng nhiều phết đấy. Rồi, hai búa đã ra từ đầu luôn mà hơi hơi khó anh em ạ. À, còn với búa vàng thì khi nào anh em đủ 80 búa vàng thì anh em hãy chơi nhá. Được chưa? 80 búa vàng là em hãy chơi nhá. Để chơi là anh em chơi lấy full mốc luôn. Mình nông dân, mình mà nông dân á, mình không nạp tiền thì mình không gì phải vội đâu anh em. Rồi, 10 phát cuối này. Mình sẽ lấy được một búa kim cương nhá. Được rồi, cũng được sơ 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 mười mấy cái búa vàng đấy. Rồi, nhập quà nhá. Thấy không, anh em lấy được rất nhiều phút nha. Được 1.000 mấy phút đấy. 1.000 mấy phút để anh em nâng tốc. Búa kim cương thì 15 búa ấy chơi nha, để lấy mốc 30.000 kim cương này. Búa vàng thì 80 búa nha anh em. Thì phần thưởng của búa vàng và búa kim cương cực kỳ ngon nhá. Phần thưởng búa vàng là anh em bắt đầu lấy được mảnh rương R17 nè, mảnh vũ khí nè, thấy không? Đấy, cái rương này là anh em lấy được cả những con như là keo ba đốc nhá, cực kỳ ngon luôn. Còn là kim cương thì hơi khỏi bàn, toàn tool của tướng xịn. Anh em mở là một là ra tool, hai là toàn mấy đồ ngon thôi, cho nên tích một lần mà chơi nha anh em. Ngon nhất là ra tool của mấy combo này, tool với combo là đa giá nhất rồi, tỷ lệ thì cực kỳ thấp luôn, 0,4%. Được rồi, thì event nó chỉ đến đây thôi anh em. Anh em nhớ nhá, đừng có gọi là cố tiêu sớm vàng làm gì hết đó. Cứ tích cho đủ để chơi nhá. Event này là event để em không phải vội nhá. Và nhớ là tranh thủ làm hết cái event là Valentine nhá. Để lấy đây 5.000 vàng, 5.000 kim cương nè. Thì nhất là em cũng phải được 80 đến 90% nhá. Được rồi, thì nay mình event này mình con Food Divider event hôm nay mình chỉ review vậy thôi. Bởi sao event đập trứng này thì cũng nhiều anh em newbie chưa hiểu á, thì mình giải thích sơ qua vậy thôi. Búa thường là 120 búa nè, chơi full mốc nè. Đó, búa vàng thì 80 búa nhá. Búa kim cương là 15 búa. Để ăn full mốc luôn. Ăn mới mốc là nhỏ nhỏ chả giải quyết cái gì đâu anh em. Ok, vậy nha. Mình là Food Divider. Hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé. Bye bye.